Ngay bây giờ sau phần thi của Ngọc Sơn, một không khí vô cùng sôi động, chúng ta không thể nào dừng, không thể nào chậm được nữa. Tiết mục tiếp theo đó chính là cô gái có nụ cười tỏa nắng, Thủy Tiên. Tuần vừa rồi có một cảnh Lâm bê mình và xoay 3 vòng. Thật sự là mình rất là vui. Từ bé giờ chưa có ai bế mình mà quay tròn mấy vòng liền. Cho nên là mình cảm rất là rất là vui sướng. Nhưng mà sau đó thì mình rất là lo cho Lâm. Liệu Lâm có bị chấn thương lưng hay là tay chân gì không? Mình đã đặt mục tiêu là mình phải xẻ đôi người. Mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa. Tăng gấp đôi gấp 3 lần liền chế độ tập luyện và tập nhảy. Không hiểu sao ăn theo thực đơn của bác sĩ, tập luyện thì cũng nhiều mà từ bụng lên vai vẫn cảm giác to như thế. Người mình thì cứ như hình tam giác ấy. Từ tuần đầu đến bây giờ thì mỗi bài của mình mang một màu sắc khác nhau. Và mình hy vọng là tuần này bài của mình sẽ có một điểm nhấn hay hơn nữa. Mình sẽ giảm được nhiều cân hơn. Mình phải đi tiếp, mình phải chiến đấu tiếp. Các bạn cùng ủng hộ mình nhé. Hãy xem họ sẽ nhận xét như thế nào. Những người đầy quyền lực, xin mời người đầu tiên, xin mời giám khảo Hoài Linh ạ. Tôi không có soi mói nhưng mà tôi thấy mấy cái bài mà dựng cho Sơn Lâm với lại Thủy Tiên toàn là những cái bài mà nó dễ thương mà tạo điều kiện cho hai bạn ấy gần nhau nhiều quá. Cái bài này thì thực sự ra Trân Huy đưa cái đạo cụ hơi căng. Bài này thì thật sự quả tình là nó căng thật. Bởi vì để dùng một cái đạo cụ là cái gối, hai cái gối và cái mền đó, tôi không hiểu là các bạn sẽ làm gì. Nhưng mà các bạn đã xử lý từ những cái động tác mà xếp cái mền lại rồi dùng cái gối. Và một cái cảnh mà gia đình nó có những cái rất là ngộ nghĩnh và dễ thương. Tôi nghĩ đây là một cặp vợ chồng son. Nhìn cái cặp vợ chồng này thì tôi thấy tại sao ông chồng ông bị lép như vậy rồi. Chỉ cần cái đùi cô vợ để ngang qua thôi là nó đã... Chúc mừng Sơn Lâm, bởi vì em đã vượt qua được cái thử thách này một cách ngoạn mục với một cái cô vợ hơi nặng ký. Và ráng cố gắng giúp cho cô vợ đi tiếp nhé. Để nếu mà hết cuộc thi này nhỉn hơn 1-8, 1-10 với em thì tốt nhất. Và chúc mừng bài thi của Thủy Tiên và Sơn Lâm. Và cảm ơn biên đạo Ngọc Tân. Thì thực sự rất là khó, và lúc em đưa ra em cũng tò mò là chuyện gì sẽ xảy ra đó.
Và mình rất là hài lòng với cái bài này. Vì đúng giống anh Hoài Linh nói là mỗi tuần các em có một cái tiết mục dễ thương và nói thêm là sáng tạo và rất là giải trí. Và trong mấy cái động tác sử dụng cái mền và cái gói là mình có cái gì, cái đấu bò. Đấu bò. Đấu bò nè, siêu nhân nè, múa pháp can của ở bên Pháp đó, võ thuật nè, rất là nhiều. Nếu mà đơn giản thì mình chỉ lấy hai cái gói và đánh nhau vậy thôi. Nhưng mà cái sự sáng tạo của Ngọc Tân trong cái bài này và biên đạo một cái bài như vậy cho các em làm nó rất là khác. Và một cái nữa, Tiên, mấy tuần trước lúc em mới bắt đầu em không biết nhảy lắm. Nhưng mà bây giờ em có cái sự phát triển về nhảy múa, em sai động tác. Chờ. Nhưng mà chờ, đúng nhìn, rồi. Nhìn anh, tiếp theo anh, whoo, là... Cái đó rất là hay, cái đó rất là chuyên nghiệp, em đang tiến bộ rất là nhiều. Yeah. Em hiểu anh đang nói gì không? Cái này là tại okay. vì người ta là biên đạo cho nên là người ta để ý kỹ, chứ thật sự ra lúc đó Tiên mà lớ quớp anh thấy đúng không? Đu. Theo mà lại không đồng nhịp với nhau nó lại hư cái bài. Yeah. Đứng vậy luôn chờ rồi thấy rồi đúng nhịp vô là hay. Mà lúc đó cũng diễn luôn là Yeah, thì như vậy thì một số người sẽ không có thấy cái bài của mình bị vấn đề. Anh đánh giá cao về cái sự đi tiếp theo của em. Tôi lại có một cái nhìn khác một chút xíu về vấn đề cuối cùng của John Huy. Khách thí sinh bước tới đây đều có một cái tâm huyết, một cái quyết tâm đều như nhau cả. Ai cũng có quyền sai. Đối với những thí sinh khác, họ sai chút xíu, mình có nhìn nhận như vậy hay không? Hay là mình lại phân tích kỹ hơn? Thì tôi đang dò xét lại hết tất cả nguyên chặng đường mà các bạn thi để đưa ra cái suy nghĩ của mình. Thúy Tiên, tại vì em là người hoàn toàn chưa bao giờ nhảy, nhưng mà đã như thế này là rất là khá rồi. Nếu đã khá như vậy thì cố gắng thêm nữa để cho người ta không nhìn thấy cái sự bị hụt hẫng của mình, chưa đúng nhịp nhạc cảm đó. Tại vì mình không được phép sai, để mình thắng hay mình được có điểm cao nó hoàn toàn thuyết phục. Các bạn đã có một cái bài thi rất là thông minh, dễ thương. Cái sự dễ thương nó lớn quá, nó che lấp luôn tất cả những cái khiếm khuyết nhỏ nhỏ đó của mình. Nhưng tôi không muốn các bạn sẽ giữ cái dễ thương để mà che lấp khuyến khiếp. Hoàn hảo luôn, dễ thương và tuyệt vời luôn mới thuyết phục được nha. Tôi mong các em sẽ tiến bộ nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng. Và sau đây là số điểm đầu tiên từ giám khảo John Huy Trần. 9 điểm. Xin mời giám khảo Hoài Linh ạ. Tôi cũng đồng ý với John Huy. 9 điểm. Wow. Tôi sẽ chọn số điểm 8 để tặng em. Xin cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng. Và điểm trung bình của ban giám khảo dành cho Thủy Tiên đó chính là 8,7 điểm. Không hề thấp chút nào. Và bây giờ thấp hay không là còn chờ đợi nữa. Bước lên cân nào, Thủy Tiên. 105,5 cân. Cân nặng mới là 103,9 cân. Bạn giảm được 1,6 cân, tương đương 1,5%. Tổng điểm của Thủy Tiên 10,2 điểm. Chúc mừng bạn. Và cho đến thời điểm này thì Thủy Tiên nhìn đã gọn hơn rất nhiều. Chúng ta hãy xem những ngày đầu khi đến với chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân, cô ấy như thế nào. Với những tuần vừa qua, bởi vì bạn đã giảm cân rất là nhiều. Cảm ơn bạn rất nhiều, Thủy Tiên. Và phải quá. Tốt hơn nữa, ốm hơn nữa, đẹp hơn nữa, Thủy Tiên nhé. Cảm ơn bạn.